khi mà nó trưởng thành rồi á thì mình cũng phải vớt lên để mình kiểm tra về cái ngoại hình, con cà cuốn nó có to khỏe, còn đủ chân đủ càng hay không. Thứ nhất, thứ hai nữa mình kiểm tra về cái số lượng cái nhiều hay là đực nhiều. Về phân biệt cái con đực với con cái á, thì nó có nhiều cách phân biệt. Nhất là về mình phân biệt về cái kích thước, con cái nó sẽ lớn hơn con đực, con cái 10, con đực nó sẽ 7 thôi. Cái thứ hai á thì mình về dòm nhìn về cái lường bụng nó là từ đây. Đây, đây là cái lường bụng. Nó con cái nó sẽ nằm dẹp hơn coi cái so với con đực. Con đực bên đây nó sẽ cao hơn. Cái lường bụng nó sẽ cao hơn với con cái. Con cái nó sẽ có nó hai cái đầu kim đỏ nằm ở ngay cái chóp này. Đây. Hai cái đầu kim đó để nó có tác dụng là nó sau này nó sẽ đẻ, nó canh cái trứng, nó làm cho trứng nó ngay thẳng hàng. Con cái này khi mà nó tới lứa tuổi trưởng thành á, tới lứa tuổi mà nó sinh sản thì nó cũng vẫn có cái mùi tinh dầu, mùi thơm của nó. Nhưng mà cái tỷ lệ thơm nó sẽ ít hơn con đực. Con đực nó sẽ có hai cái túi tinh dầu, nó sẽ to hơn con cái để dẫn dụ con cái tới để giao phối và đẻ. Giá trị giữa hai con á thì tùy theo cái người sử dụng. Nếu mà cái người sử dụng con cái để làm thực phẩm á, thì giá trị nó cũng nó thu mua con cái nó ngang với con đực. Còn con đực mà cái người sử dụng người ta sử dụng chủ yếu về con đực thì nó sẽ cao hơn so với con cái là gấp đôi. Nghề nuôi cà cuốn đã buộc anh Đức phải kiêm thêm một nghề tay trái nữa là nghề nuôi ếch. Anh cho biết chỉ riêng tiền mua nòng nọc ếch để cho cà cuốn ăn đã chiếm tới 30% giá thành cà cuốn. Từ đó, anh quyết tâm học nghề nuôi ếch để tự chủ được nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi của mình. Và bây giờ, nghề tay trái ấy đã giúp anh chẳng những tự chủ về đàn nòng nọc làm mồi cho cà cuốn, mà còn có thể bán trứng ếch nòng nọc cho các trại nuôi cà cuốn khác và còn bán được cả ếch con, ếch thịt ra thị trường. Cũng xin giới thiệu với các bạn như là đây là nước mắm mà tôi ngâm cà cuốn. Còn đây là rượu cà cuốn. Cũng như trong quá trình chăn nuôi có những lúc mà mình bán hàng nó còn ứ động lại thì tôi mới nghĩ ra cái cách ngâm rượu. Về cái nước mắm này á, khi mà mình đổ ra chén thì mình có thể mình gấp thêm một con cà cuốn nữa ra, mình dùng đũa hoặc là muỗng mình dầm nát nó ra. Khi mà nó tinh dầu ở trong con cà cuốn á nó bể ra thì nó tăng hương vị cay, có mùi vị như là cay, nồng, thơm, kích thích cái vị giác của mình. Tôi làm ra những cái sản phẩm nước mắm và rượu cà cuốn thì cũng có nhiều người khách hàng đến thử và mua về dùng. Thì cũng có là nhiều khách hàng phản hồi về rất là ngon. Về nước mắm cũng ngon, rượu thì cũng mùi vị nó cũng ngon, thơm. Và tương lai sắp tới này tôi sẽ đăng ký thương hiệu độc quyền và trở thành những cái món hàng đặc sản của Trảng Bàng. Với một nghề nuôi trồng độc đáo thú vị như nghề thuần dưỡng loài cà cuốn, có thể nói anh nông dân Nguyễn Hữu Đức vừa làm giàu, vừa góp công bảo tồn loài côn trùng này, lại vừa có công hình thành nên một loại đặc sản mới cho quê hương Trảng Bàng, Tây Ninh.